chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn.com Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ 1-800-990-8319 princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lý Đồ Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, một vụ nổ súng nữa lại xảy ra vào tối ngày thứ Bảy gây chấn động tại vì vụ nổ súng này nó xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật của một cô bé mới có 16 tuổi thôi ở thành phố một cái thành phố nhỏ ở Alabama. Thành phố này có tên là Dayfield. À, đây là cái bữa tiệc sinh nhật mà đã nói là sinh nhật của một cô bé 16 tuổi, cho nên á hầu hết những người tham gia sinh nhật đó đều là những người trẻ mà họ tham gia ở trong giống như là một một cái nơi một cái mình cứ gọi như một cái hội trường ở trong cái cái thành phố này. <laughs> thì vụ nổ súng xảy ra đó là vào khoảng 10 giờ rưỡi. Thì trước lúc mà nổ súng đó thì người ta nói là có nghe, có biết rằng đó ai đó có mang súng vào trong cái khu vực đang tổ chức tiệc này. Thì có người đã lên tiếng rồi là à, nếu những ai mà mang súng đề nghị bước ra khỏi đây Thì họ có lên tiếng như vậy Nhưng mà sau đó thì không ai ra hết Rồi sau đó một hồi khoảng một tiếng đồng hồ sau Khi mà có phát hiện có người đem súng thì vụ nổ xảy ra Thì tổng cộng là có 4 người chết và 28 người bị thương ở trong cái vụ nổ súng này à, Trong số mà bốn người chết đó thì có anh trai của cái cô bé mà sinh nhật Mà người anh trai này thì đang học lớp 12 đặt của cũng cái trường nó nghĩa là những em này đều hầu hết là đều học cùng một trường thì cái em em trai này á, thì tên là đèo thì em này là một giống như là một ngôi sâu sáng của cái trường trung học này mà người ta dự đoán rằng là sau khi em tốt nghiệp rồi em sẽ đi theo giống như là chơi bóng chuyên nghiệp uh, cho cái đội nào đó vân vân có nghĩa là ai cũng biết đến em này nổi tiếng lắm cho đến bây giờ ngày hôm cho đến ngày hôm qua đến tối ngày hôm qua là cảnh sát ở đây đã có hai cái cuộc họp báo để mà thông tin về cái vụ nổ súng này. Tuy nhiên, trong cả hai cuộc họp báo thì theo như là thông tin cho biết đó là ông cảnh sát trưởng ông không trả lời bất kỳ cái câu hỏi nào của phóng viên hết. Có nghĩa là người ta gọi là take a question, ông không có nhận trả lời câu hỏi, ông chỉ không cung cấp thông tin thôi. Nhưng mà thông tin ông cung cấp chỉ là có 4 người chết và 28 người bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. À, hung thủ là ai? tên tuổi của những em học sinh mà bị chết bị thương thì không có được công bố, chỉ có những người ví dụ như người ta có những cái tin từ tin tức gia đình họ đưa ra họ biết thì trong đó là biết là có anh trai của cái cô bé mà tổ chức sinh nhật. À, rồi có người thì nói là um, một một cô bé khác thì bị gãy chân, có nghĩa là thông tin đó rất là ít, còn lại cụ thể tên của bốn nạn nhân này uh, ngoại trừ một nạn nhân là đã biết tên tuổi rồi, rồi 28 người bị thương là ai thì không biết, chỉ biết là trong hôm chủ nhật thì từ tất cả những cái cơ quan trường học ở ngay thành phố này đều treo cờ rủ hết và nói là đây là một cái cái chấn động à, người thị trưởng của thành phố này nói đó à, tôi nhận được cái điện thoại vào lúc 11 giờ đêm lúc đó thì một à, nghị viên của thành phố gọi lúc đó tôi đã chuẩn bị đi ngủ rồi thì khi mà tôi chạy đến bệnh viện nơi mà tất cả đều đưa đến đó thì ông nói chứng kiến một cái cảnh hỗn độn chưa từng thấy có nghĩa là những người chạy theo coi là trong số những nạn nhân đó có phải là con em của mình không? Rồi tiếng khóc, rồi tiếng la. Có nghĩa là ông nói trong đời ông đây là lần đầu tiên mà ông nhìn thấy một cái cảnh tượng nó kinh hoàng như vậy. Và cái tin này thì nó chấn động nguyên một cái cái thị trấn đó luôn. Bởi vì họ nói là chưa bao giờ họ chứng kiến hoặc là nhìn thấy một cái vụ mà xả súng. Nhưng mà đến giờ phút này thì cảnh sát vẫn chưa cho biết rằng là lý do nào đã dẫn đến cuộc nổ súng hung thủ là ai cảnh sát chỉ tuyên bố rằng là cái mối đe dọa đó không còn nữa chỉ nói như vậy thôi còn lại tất cả đều chưa có được tiết lộ. Dạ vâng à, qua cái thông tin này thì chúng ta nhận thấy rằng là vấn đề về sở hữu súng đạn ở Hoa Kỳ á nó quá tự do đi thành ra là rất là nhiều những cái vụ mà xả súng trong vòng cái thời gian gần đây thưa quý vị rất là nhiều tiểu bang nó trải dài rất là nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ. Uh, gây đến những cái chết rất là thương tâm Mà chúng ta nghĩ rằng nếu như mà Đặt chẳng hạn là chúng ta có người thân Hay là uh, con em trong một cái buổi tiệc đó Mà có là nạn nhân thì đau đớn Biết chừng nào rất là đau đớn Mà em nghĩ là đối với cái lứa tuổi Mà 16, 17, 18 á thì À, uh, là cái lứa tuổi mà mấy em là coi như là biết được uh, nhận thức được một phần nào đó rồi và nó có thể nó tự lập một số phần nào đó rồi chúng ta không có dám can thiệp vào với những cái trẻ gọi là teenager những cái trẻ mà vị thành niên như vậy tại ra đối, đối với văn hóa của á uh, đông của chúng ta thì chúng ta có thể là chúng ta theo sát con cái của chúng ta hơn nhưng theo sát ở một phần nào đó thôi đối với đời sống hoa kỳ thì như chị lan cũng biết có con lớn rồi uh, chúng ta không thể nào quản lý hết khoảng thời gian khoảng thời gian của nó để mà nó cái thời khóa biểu của nó được chúng ta cũng phải cho nó ra tiếp xúc bạn bè đi chơi đến những cái buổi tiệc nhiều khi nó năng nỉ nó sinh thì chúng ta phải cho thành ra là đây là một trong những vấn đề mà nhức nhối lo lắng của nó cũng liên quan đến chính trị hoa kỳ nữa thưa quý vị chứ không phải là đơn giản về sở hữu súng đạn đúng không vậy. nhưng mà à, đây là một cái hồi chuông cảnh báo để chúng ta có thể là nếu như mà chúng ta là những bậc phụ huynh cha mẹ thì có thể chúng ta cần trôi được con cái trong những cái biểu tiệc đó hạn chế đi bớt thì nó khỏe hơn đúng không chị Lan À, đúng như là đây Thái nói tại vì liên quan đến cái vụ xả súng này thì Tổng thống Joe Biden cũng được cập nhật cái tin thì ông cũng là đưa ra một cái thông cáo báo chí gửi đến nói rằng là um, đất nước chúng ta sẽ ra sao nếu như mà phụ huynh á những đứa trẻ không có thể đi đến dự những cái buổi tiệc mà không có mang cái cảm giác sợ hãi hay là làm sao để cho cha mẹ không lo lắng khi mà con cái họ bước ra khỏi nhà để đến trường, đến rạp chiếu phim hay là đến công viên thì tất cả những cái điều đó đều là giấy lên một cái tiếng nói nói là súng là kẻ đã giết trẻ em hàng đầu ở Mỹ và con số này là nó tăng hàng năm nó không hề giảm và yêu cầu là một lần nữa là phải có một cái biện pháp nào đó về cái chuyện mà uh, quản lý về súng đạn ở nước Mỹ. Dạ vâng, cảm ơn chị Lan. Kính à, thưa quý vị, bỏ qua những cái thông tin đau buồn vừa qua, à, Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin về cũng là đời sống xã hội. À, trước khi mà đưa đến thông tin này thì chị Lan có để ý là à, thường ở trong có mấy câu hỏi mà thí dụ chúng ta apply hay chúng ta làm một cái thẻ ngân hàng hay là chúng ta làm một cái thẻ nào đó nó liên quan đến đến cái mã mật khẩu của chúng ta đó, thì nó có những cái câu hỏi rất là à quen thuộc trong đời sống thí dụ như là cái cô giáo đầu tiên của bạn là ai rồi à, ba mẹ của bạn tên gì hoặc là à, cái trường học đầu tiên của bạn là gì toàn là những cái đầu tiên và đặc biệt đó là cái con động vật đầu tiên con chó đầu tiên của bạn tên gì ờ à, lý do tại sao mà à thường là những cái câu hỏi đó ở Hoa Kỳ chúng ta khi mà chúng ta apply vào một cái thẻ nào đó hay là gì đó thì nó đưa ra những cái câu hỏi để chúng ta lựa chọn thì cái câu hỏi những cái con động vật nuôi nào mà đầu tiên là tên gì thường là nó nằm nó nằm ở đầu tiên khi mà chúng ta điền những cái câu hỏi đó để mà lấy một cái thông tin cá nhân à, đối với ở hoa kỳ thì thú vật động vật là một trong những cái con mà được người ta bảo vệ rất là nhiều nó không phải là giống như ở việt nam mà chó mèo bị ăn thịt tràn lan rồi cày tơ bảy món như quý vị ở bên đây thì chúng ta nếu mà tìm một cái dĩa thịt chó rất là khó nếu như quý vị nào mà chúng ta đam mê thịt chó ở trước đây mà ở hoa kỳ để mà kiếm một cái dĩa thịt chó đó thì hoàn toàn không có rất là khó để mà ăn ở ờ, con chó là một trong những cái con động vật nó vô cùng quen thuộc với lại đời sống của chúng ta thì nó liên quan như thế nào đến đời sống của những cái trẻ nhỏ và những em nhỏ ở trong gia đình thì lê thái và ngọc lan sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo một số thông tin thương mại bảo trợ cho đây.